Tim Hồ xin chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, hôm nay Tim Hồ xin giới thiệu với các bạn khám phá một cái hành trình rất thú vị, đi từ thủ đô London của nước Anh sang thủ đô Paris của nước Pháp bằng tuyến xe lửa Eurostar, xuyên qua biển Manche. Đây là tuyến đường hầm xuyên biển dài nhất thế giới, thưa các bạn, giờ thứ nhì sau một cái đường hầm ở Nhật, nhưng mà về đoạn dưới biển á, thì ở đây là dài nhất thế giới, đến 50,45 cây số lần, thưa các bạn. Thì cái đường hầm vượt biển này á, là một thành tựu rất là vĩ đại của khoa học kỹ thuật tiên tiến, thưa các bạn. Nó được giới kỹ sư dân dụng Mỹ năm 1996 bình chọn là một trong 7 kỳ quan công trình nhân tạo của thế giới, thưa các bạn. Các bạn sẽ cùng Tim Hồ khám phá xem nó như thế nào các bạn nhé. Tim Hồ xin mời tất cả các bạn. Đây là điểm đầu tại thủ đô London nước Anh, thưa các bạn. Đây là khu vực nhà ga St. Pancras. Chúng ta sẽ lên tàu lửa Eurostar, tàu lửa siêu tốc Eurostar, và đi qua đường hầm xuyên qua eo biển Manche và đến thủ đô Paris của nước Pháp, thưa tất cả các bạn. Đây các bạn thấy, đây là một trạm xe lửa rất là nổi tiếng và rất là lâu đời của nước Anh, nơi phục vụ rất là nhiều hành khách, rất là nhiều chuyến vận chuyển trong một ngày. Đây là bản tóm tắt các chuyến khởi hành từ nhà ga St. Pancras, thưa các bạn. Tại nhà ga này có nhiều tuyến xe lửa bình thường đến với châu Âu, nhưng mà tuyến xe lửa Eurostar liên kết Anh, Pháp, Bỉ và Hà Lan, thưa các bạn. Đây là khu vực dành riêng cho Eurostar, thưa các bạn. Thì ở đây cũng có đầy đủ các khâu làm thủ tục về hải quan và an ninh, giống như chúng ta nhập cảnh vào một cái nước khác. Hành khách chuẩn bị lên tàu. Chúng ta chuẩn bị lên tàu nha các bạn. Đây là những tuyến tàu bullet chạy với tốc độ rất là cao, 320 cây số trên giờ, thưa các bạn. Thời gian chúng ta đi từ London đến Paris khoảng chừng 2 tiếng 20 phút. Đây thì người ta phân biệt ra một cái toa là coach và có số ghế trong đó. Ngay khi bước vào toa thì chúng ta để hành lý ngay tại vị trí đầu tiên.
là vị trí nối giữa hai toa với nhau thưa các bạn. Và đây là bên trong một toa tàu. Rồi tàu đã bắt đầu chuyển bánh. Tạm biệt thủ đô London nhé các bạn. Chúng ta thẳng tiến về thủ đô Paris. Đây là khu vực ngoại ô của thủ đô London. Thì tại vì trong khu vực nội đô thì chi phí mặt bằng đắt đỏ, thành ra họ phải làm đường cho xe tàu hỏa ngầm dưới đất các bạn. Còn ra ngoại ô thì người ta làm nổi. Thời gian chạy của toàn tuyến là 2 giờ 20 phút. Đoạn ngầm đi dưới biển thì khoảng chừng 50 cây số thôi, thành ra nó chỉ chiếm khoảng chừng 1/6 giờ, nghĩa là khoảng chừng 15 phút thôi các bạn. Thì cái dự án đường hầm xuyên biển Manche này đã hình thành giữa hai nước Anh Pháp từ rất là lâu, từ năm 1802 kia, nhưng mà mãi sau này thì mới thực hiện được. Tốc độ của chúng ta hiện nay đạt khoảng 300 km/h thưa các bạn. Dự án đường hầm qua eo biển Manche này được hình thành ý tưởng từ năm 1802 cho các bạn, nhưng mà mãi sau này thì nó mới được thực hiện. Thì đường hầm qua eo biển Manche nó gồm 2 ống chính và 1 ống kỹ thuật nằm ở giữa, để trường hợp mà tàu bị hư hay gì đó thì nó phục vụ sửa chữa và sơ tán hành khách thưa các bạn. Thì theo tìm hiểu được biết thì cái đường hầm này thực chất nó không phải là nằm dưới biển các bạn, mà nó nằm âm hoàn toàn trong lòng đất, và cái độ sâu của nó so với đáy biển là khoảng 50m cho tới 75m thưa các bạn. Tốc độ của chúng ta đang chạy khoảng chừng 250 km/h thưa các bạn. Các bạn có thể dễ dàng hình dung mức độ dao động của tàu theo độ sánh của nước trong bình. Rất là êm các bạn ha. Cái hình nó minh họa cho cái đường hầm đó các bạn. Đó. Thì nó nằm âm thẳng, âm dưới lòng đáy biển chứ không phải là nằm ở đáy biển. Độ sâu của nó từ đáy biển xuống tới đỉnh trên của ống là từ 50
đi xuyên qua eo biển Manche, tìm hồ. Hy vọng video clip sẽ mang lại cho các bạn nhiều điều thú vị. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.